Thưa quý vị, ngày hôm qua, Công an huyện Thủ Thừa của tỉnh Long An cho biết đang làm rõ nguyên nhân vụ việc một con chó pitbull tấn công làm một người tử vong và một người khác trọng thương. Theo thông tin ban đầu ghi nhận, vào tối 20 tháng 5, ông Hồ Thanh Hải, 37 tuổi, ngụ tại huyện Tân Trụ đi uống cà phê gần khu công nghiệp Hòa Bình, thị xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, dắt theo hai con chó pitbull gồm một con đực nặng khoảng 60kg và một con cái nặng khoảng 30kg do chính ông Hải nuôi. Lúc này, bạn của ông Hải ngồi kế bên nói chuyện lớn tiếng liền bị con chó đực cắn nhiều phát sâu trên thân thể khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Trong lúc ngăn cản con vật thì ông Hải cũng đã bị chó cắn vào đầu, vai, bị thương nặng. Trước mai, ông Hải được mọi người đưa vào viện cấp cứu kịp thời nên sức khỏe đã ổn định. Đến sáng 21 tháng 5, người dân và lực lượng chức năng đã vây và triệt hạ được con chó đực này. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.